Xin chào mọi người ạ. Hôm nay là ngày 25 tháng 7, mình có về một ít hàng thì mình sẽ khui hàng cho mọi người xem. Đây, hàng của Sifan. Và đây có một kiện hàng của Đông Sơn Quân nữa. Thì mình tưởng mãi nó mới về, nhưng không ngờ nó về hôm nay lúc. Đấy, trong này thì 8881 với 6607 có cả một cái sọc cũ nữa, Đông Sơn Quân nữa. Đây có một kiện hàng này khui được. Cái này thì tôi nhúng với dây kéo, mình lấy về tặng cho mọi người. Đây, tôi nhúng dây kéo đây. Cái này thì mình không có khui, không biết thời gian. Cái này chắc là cái sọc cũ ấy. Cái 8883 à, không phải của chắc là của Sifan luôn. Sáu giờ không bảy nha mọi người. 6 giờ 07 thì mình bán giá thấp hơn thị trường là 6 giờ 06 nữa, với cùng mức giá đó nhưng mà mọi người có thể mua được sáu chất lượng hơn. Tiền thương kiểu ship kém 3 phút. Đây, ship kém 3 phút này, logo của nó này. Đây là đầu tiên. Nó quấn rất nhiều cửa như là biển. Đây, cái này chắc là cái 8883 này. Cái này thì mình bị kẹt ở bên dưới gần 2 tháng. Bây giờ nó mới về đi. Bây giờ cái màu mới thì anh em không có thích, bởi vì hai đôi nó bục nhiều ấy. 8885 cũng về không nhớ đúng, cho nên là mẫu này nó tốt thật sự nhưng mà nó phải bốc xưng thì mới xứng đáng với cái giá tiền. Mặc dù nó bốc nhựa hay bốc xưng thì còn cũng là không có liên quan gì đến âm thanh của nó kiến thức đấy. Nhưng mà anh em mua 8881 đấy, 8882 thì nó bốc xưng, mua đến 8883 nó giá nó đắt hơn nhưng mà nó lại bốc nhựa, nó vô lý gì đó. Bọc xương thì nhìn nó vẫn đẹp và nó sáng hết. Này, cái này thì đúng cái đồng hình luôn này. Các bạn để ý xem có cái cục vệt trắng ở đuôi xương lên. Đây, anh hôm qua mình có úp ấy, rất là mới. Đẹp này, khớp nhai rất đúng. Đây, rất là mới. Hôm đây là Sifan 8881. Như là 5 cái. Đúng rồi. Đây. Cái lá này. Đây. Cái này chắc là phá. Mình lấy rễ lá xí và phá trâm, rễ trâm phá bê bê này, không biết có nứt không, xin được kiểm tra kỹ hơn. Bây giờ khui thì khui quá thôi. Ở Việt Nam mình thì sao rẻ thì mình sẽ bán sao nứt thì mình sẽ bán rẻ hơn, bởi vì mình cứ giống như theo chủ nghĩa hoàn hảo ấy. Nó hơi mua bỏ ra một số tiền lớn nhưng mà mua cái sáo nước thì mình cũng không muốn. Đấy, còn bên kia thì nước hay không là họ phải bán giá như nhau bình thường à, bởi vì nó không có ảnh hưởng gì đến cái âm thanh cả, nhưng mà cái hình thức nó sẽ
đây, đây là cây xí này, xí lá phá. Đây sẽ là cái rễ, rễ cao đấy, gơ rễ cao. Và đây là cái cuối cùng, cái rễ trong cái kia này. Rễ trong này năm cây, không biết là cái hộp này muốn năm cây xi phép mình cho vào đấy đi. Bây giờ đến kiến thao của đống xương vuông, mình mua hai kiến hai ngày khác nhau, đây một lần này mua ba kiến luôn. Khả năng bị được cái gì luôn. Cái này trước. Một cái đi. Hai, bốn, sáu, tám, chín cái. Cái rễ này, rễ 8881 gơ này. Đấy. Cái này chắc là đủ. Đố ép này, cái này chắc là xí này, có cả xí giãn lá xóm, có cả phá trâm nữa. Xí ba cái, đây là cái xí này. À. Rồi. Tiếp theo. Họ cho được một cái nữa này. Một đó là một cái đó. Còn bạn mua hai cái, ba cái, năm cái gì cùng một cái rồi. Để mình mua chín cái mà nó cũng có một cái nữa. Cái này là lá. Đi này. Cái này cái lá rất là nhiều. Mình lấy lá hơi nhiều. Cái này có thể là xi giá. Lá luôn, cái này cái lá. Đây. Đi. Lá. Lá luôn. Đây. Ba cái lá. Cái này chắc là xí dạng này. Đúng rồi. Xí giãn bia ấy. Còn hai cái này, đây là sẽ là một cái xóm và một cái phá. Cái phá thì nó sẽ đắt hơn cái bình thường từ rễ đến xóm đấy. Có cả mi cao nữa, nhưng mà mi cao thì mình thấy chắc cả năm này bán được một cái à. Bán nào cần thì lấy về thôi, không có lấy sẵn.
cũng ít, hầu như ít lắm. Anh em chơi từ rễ xuống đây, son C là nó đồng giá từ rễ cao cho đến son trong, nó đồng giá. Còn cái phá mi rễ thì nó sẽ đắt hơn. Cái phá từ dòng đại đi trở đi thì họ sẽ quẩn cực nhiều hơn. Hay chưa mi pha gọi này, chưa lá và xi cũng gọi này, bên nhỏ bên lớn phát trông đấy. Ok, tiếp tục đây thấy là cũng chơi vui, nhưng mà có cả loài không có khớp. Mười phút rồi. Cái này có cực thì họ sẽ bỏ giá như thế này này. Còn đây là xảo không có cực, không có cực thì sẽ phải bỏ một đứng như thế này. Đấy, đây là cái đố này, họ phụ kiện đầy đủ. Đây, cái đố không có cực nối, một khúc nguyên hẹp này. Đây là cái đố của khớp nối này. Đây, hai cái. Bạn nào thích không cược thì liên hệ. Một cái có khớp, một cái không khớp. Đây cũng là một cái lá không có khớp. Đây là con có một đơn, có một cái xí nữa. Chắc tuần sau nó về. Đây cái lá không có khớp, đây là cái lá có khớp. Rồi còn đây cũng là hai cái đố luôn, cái đố có khớp nối. Hai cái này khó gần phút. Đây cũng là một cái đố nữa. Hệ trống vui luôn. Ồ, cái này bị gì? Bị tuột cửa đối này. Ở đây nghe chỗ này không có cửa này. Bị bung cực rồi ấy. Bây giờ không bỏ cực như thế này mà còn lại nữa chứ.